Chào các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Trong video trước, Quốc Anh đã chia sẻ về các giai đoạn của hành trình thức tỉnh tâm linh. Trong video lần này, Quốc Anh sẽ nói về sự hội nhập của chúng ta. Sau khi chúng ta đã thức tỉnh tâm linh, chúng ta cần phải làm những gì để hội nhập vào thế giới vật chất. Và Quốc Anh cũng sẽ nhắc lại về khái niệm của sự thức tỉnh tâm linh để cho chúng ta có sự rõ ràng hơn về cái quá trình thức tỉnh tâm linh của chính bản thân mình. Sự thức tỉnh tâm linh không phải là sự kết thúc của sự phát triển tâm linh. Cái điều đó là chúng ta phải cần lưu ý. Sự thức tỉnh tâm linh không phải là sự kết thúc của sự phát triển tâm linh, mà nó chỉ đơn giản là điểm bùng phát, một sự khởi đầu cho quá trình thức tỉnh hoàn toàn. Sự thật ở đây là luôn luôn có nhiều hơn nữa, luôn luôn có chỗ cho sự tăng trưởng, luôn luôn có những lớp sâu hơn được tiết lộ, có nhiều điều để tiết lộ cốt lõi bên trong nhất của sự ấm áp và hạnh phúc. Đó là sự thật của bạn. Quá trình tiết lộ này là con đường trở nên thức tỉnh tâm linh. Đó là con đường giác ngộ tâm linh và hành trình thay đổi cuộc sống của việc liên kết với trí tuệ vũ trụ để bạn có thể nhìn thực tế qua một viễn cảnh giác ngộ. Sự thức tỉnh tâm linh là lối vào sống trong trạng thái thức tỉnh, sống với ý thức kết nối với bản ngã cao hơn của bạn và với ý thức cao hơn. Nó không chỉ là về việc khám phá những món quà và khả năng ngoại cảm của bạn, mặc dù bạn có thể trải nghiệm điều này. Thay vào đó, nó nói thêm về việc mở ra một cấp độ cao hơn về trí tuệ vũ trụ. Không thức tỉnh, người ta có thể đi theo con đường bên ngoài, ăn sâu vào những ảo tưởng của thế giới vật chất. Nhiều người sống cả đời để đeo đuổi những dấu ấn của hạnh phúc, và hạnh phúc do xã hội quyết định như tiền bạc, thành công vật chất, danh tiếng, quyền lực, hay thậm chí là những công việc tốt, mua một ngôi nhà, kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Thông qua sự thức tỉnh, bạn đến để nhìn xuyên qua những ảo ảnh của thế giới vật chất và nhận ra rằng không có gì bên ngoài có thể thực sự mang lại cho bạn sự thỏa mãn, thành công và hạnh phúc. Thức tỉnh chính nó chỉ đơn giản là một sự thay đổi trong ý thức, và từ quan điểm mới này, mọi thứ khác trong thực tế cũng bắt đầu thay đổi xung quanh bạn. Thực tế của tình huống này là sự thức tỉnh tâm linh có thể dễ dàng vì bạn chỉ cần buông bỏ các lớp ảo ảnh và tiến tới sự chân thực, chính trực, tình yêu vô điều kiện và sự thật. Sự thức tỉnh tâm linh là một thời gian đẹp đẽ và mạnh mẽ khi bạn bước những bước đầu tiên xuống một con đường có khả năng vô hạn. Khi nói đến việc thức tỉnh tâm linh, như trường hợp của hầu hết các trải nghiệm tâm linh, gần như không thể mô tả đầy đủ ý nghĩa của nó bằng lời nói. Bởi vì kinh nghiệm tâm linh theo bản chất của chúng không logic hoặc bị giới hạn bởi những hạn chế của ngôn ngữ. Phần lớn những gì diễn ra khi bạn thức tỉnh tâm linh không thể được nhìn thấy hoặc mô tả chính xác, mà chỉ có thể được cảm nhận, sống qua, chứng kiến và trải nghiệm. Sự thức tỉnh tâm linh mở ra cho bất cứ ai sẵn sàng buông bỏ những niềm tin sai lầm. Cho dù phải mất nhiều năm để đi đến điểm đó, hay một khoảnh khắc đầy tác động, những gì được yêu cầu để ổn định sự siêu việt này là liên tục trở lại sự hiện diện để làm dịu tâm trí của bạn và điều chỉnh vào trung tâm trái tim của bạn. Và một câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để chúng ta có thể hòa nhập dễ dàng hơn với thế giới vật chất sau khi sự thức tỉnh tâm linh xảy ra? Có rất là nhiều cảm giác, ví dụ như
Tôi cảm thấy cô đơn, không ai hiểu tôi. Và tôi cảm thấy có khoảng cách đối với những người bạn của tôi trước đây. Đây là một số trong những điều phổ biến mà Quốc Anh nghe được từ rất là nhiều người đã diễn ra quá trình thức tỉnh tâm linh. Trước khi chúng ta tìm hiểu cách hòa nhập trở lại cuộc sống của bạn sau khi bạn thức dậy, thì hãy nói về sự hội nhập. Hội nhập là hiện thân của sự khôn ngoan, nhận thức và thức tỉnh mà bạn đã nhận được trong quá trình thực hành tâm linh của mình. Đôi khi, những nhận thức và những điều thức tỉnh có thể tinh tế đến mức bạn có thể không biết điều đó một cách hữu hình, nhưng bạn có thể cảm thấy rằng có một sự thay đổi trong bạn. Nó nói về việc kết hợp những gì tâm trí bạn hiểu bây giờ với trái tim, tâm hồn và thể xác của bạn. Nó nói về việc cho phép mức độ nhận thức và dòng năng lượng mới này di chuyển qua bạn mà không có điện trở. Nó nói về việc phản ánh nhận thức mới trên tất cả các cấp độ của các mặt phẳng vật lý, tâm lý, cảm xúc và tâm linh. Có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi. Mất bao lâu để hòa nhập? Điều gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Tại sao hội nhập lại quan trọng? Bởi vì nó kết nối kiến thức và nhận thức với trái tim của chúng ta. Ví dụ, trong trải nghiệm tâm linh của bạn, bạn nhận ra rằng bạn đã phán xét người khác. Kết quả là bạn đã đối xử với những người xung quanh bằng tình yêu và lòng trắc ẩn. Tại thời điểm này, đây là nhận thức. Nhận thức trở thành trí tuệ chỉ khi nó chìm vào trái tim của bạn. Sau đó, bạn bắt đầu cảm nhận những gì người khác cảm thấy khi bạn nói hoặc làm một số điều với họ. Đây là khi trái tim bạn bắt đầu biết rằng khi bạn làm tổn thương người khác, bạn cũng tự làm tổn thương chính mình. Đây là khi chúng ta trở nên đồng cảm. Trong quá trình trải nghiệm của bạn, bạn đã có một nhận thức sâu sắc rằng uống rượu đang chặn bạn khỏi kết nối của bạn với những điều tốt đẹp. Bạn cũng nhận ra rằng bạn đã sử dụng rượu như một cơ chế thoát hiểm để tránh bóng tối của bạn. Nhận thức này đơn giản sẽ là một nhận thức, trừ khi bạn làm theo sau khi trải nghiệm bằng cách không uống rượu hoặc cắt giảm. Sau đó, điều này trở thành một kinh nghiệm thích hợp, hiện thân của trí tuệ. Có những điều trong cuộc sống bất chấp logic, trí tuệ và lớn hơn chúng ta. Cho dù bạn gọi nó là bản ngã cao hơn, sức mạnh, thần, nguồn hay vũ trụ cao hơn của bạn, khi chúng ta chuyển từ thu thập trí tuệ, từ đọc sang trải nghiệm trực tiếp nơi chúng ta cảm nhận sâu sắc từ trái tim, thì chúng ta bắt đầu nhìn thế giới qua một đôi mắt khác. Khi chúng ta mang trái tim theo hành trình của mình và để nó dẫn dắt, thì chúng ta sẽ có thể thay đổi thực tế của mình theo những cách mà chúng ta không bao giờ nghĩ là có thể. Các trường điện từ trong trái tim của chúng ta ảnh hưởng đến các trường điện từ trên trái đất. Vị tiến sĩ Masaru Emoto của Nhật Bản cũng nói về việc nước hồ Nhật Bản đã được làm sạch khỏi tảo sau khi vài trăm người tụ tập với cùng một ý định để tụng kinh cầu nguyện. Điều này cho thấy rằng khi chúng ta rơi vào trái tim và có một ý định rõ ràng, nó sẽ thay đổi tần số và rung động ở cấp độ lượng tử và sau đó biểu hiện ở cấp độ vật lý. Trong quá trình trải nghiệm trực tiếp, thông qua sự thức tỉnh tâm linh, kết nối sâu sắc với trái tim của chúng ta và mở ra một cấp độ nhận thức mới, chúng ta cảm thấy tự do và trôi chảy cho đến khi chúng ta va vào tường. Khi chúng ta mở ra một trải nghiệm mới,
đầu tiên chúng ta cảm thấy hạnh phúc từ sự mở rộng mà chúng ta chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nhưng nó cũng mở ra tất cả các cánh cửa mà chúng ta đã cố gắng giữ im lặng và để kìm nén cảm xúc của chúng ta, không muốn đối phó với chúng trong những năm qua. Những cảm xúc mà chúng ta nghĩ là tồi tệ, tổn thương, đau đớn, khổ sở, hối tiếc, tức giận, đơn giản là vì chúng ta đã đưa ra một phán đoán rằng chúng là xấu. Và bây giờ đột nhiên, tất cả những cảm xúc bị đè nén xuất hiện. Đây không phải là một điều xấu, đây là thời điểm để chúng ta thanh lọc chúng. Đây cũng là lúc sự kháng cự xuất hiện. Đây là khi chúng ta hỏi tại sao tôi cảm thấy có quá nhiều thứ mâu thuẫn. Tôi làm sao vậy nhỉ? Tôi đang phát điên lên à? Tôi nghĩ tôi đã chữa lành vết thương rồi chứ. Nó không gây ngạc nhiên cho nhiều người khi rời bỏ công việc, đối tác và vòng tròn bạn bè không còn phù hợp với quan điểm mới của họ. Cuộc sống mà chúng ta từng sống hoặc một phần của nó không còn phù hợp nữa. Đột nhiên, họ thấy mình cô đơn một mình trên con đường của họ. Họ cảm thấy thiếu sự hỗ trợ và hiểu lầm bởi những người xung quanh. Họ bắt đầu cảm thấy cô đơn. Họ phải đối phó với những cái nhìn và phán xét từ những người xung quanh. Điều quan trọng là phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều sống trong một hệ sinh thái, một hệ thống trong đó tất cả chúng ta ổn định lẫn nhau với sự quan tâm và rung động chung. Khi một người trong chúng ta bắt đầu làm mọi thứ rung chuyển và rời khỏi hệ sinh thái đó, nó cũng có tác động đến hệ sinh thái của những người xung quanh chúng ta. Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng để hiểu rằng khi chúng ta trải qua sự thức tỉnh tâm linh và thay đổi lớn trong cuộc sống, những người xung quanh cũng trải qua quá trình đó theo cách riêng của họ. Đột nhiên, họ cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ của họ với bạn, và họ thậm chí có thể cảm thấy bị đe dọa bởi hành động của bạn. Đây là khi họ sẽ phóng chiếu nỗi sợ hãi của bạn lên bạn hoặc giữ bạn lại. Không phải vì ý định xấu, mà vì sợ mất bạn và mất thăng bằng. Đây là khi mọi thứ có thể trở nên khó khăn hơn. Bạn không chỉ phải đối phó với sự không chắc chắn của các bước tiếp theo, bạn còn phải đối phó với những người xung quanh. Đây là lúc bạn có thể nói rằng nó rất là khó khăn. Mọi người đều trải qua hành trình tâm linh theo cách riêng của họ. Cho dù bạn là một doanh nhân, một công nhân, một bà mẹ hay một giáo viên, những thử thách và đau khổ trong cuộc sống có thể là sự khởi đầu của chúng ta trên con đường này. Trong video nói về các giai đoạn của hành trình tâm linh trước, Quốc Anh đã chia nhỏ ra những cái giai đoạn để bạn có thể hình dung rõ ràng và sự kết nối sâu sắc với những gì mà các bạn trải qua. Còn sau đây Quốc Anh sẽ nói về ba giai đoạn. Ba giai đoạn này là ba giai đoạn cơ bản mà chúng ta phải bước qua trong một cái quá trình thức tỉnh tâm linh. Cái giai đoạn đầu tiên đó là sự khởi hành. Chúng ta rời khỏi thế giới bình thường, một nơi an toàn và cuộc sống hàng ngày để trả lời lời kêu gọi phiêu lưu. Bỏ lại những người thân yêu, sau đó chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi và nghi ngờ về việc liệu chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ hay không và đưa ra quyết định nên tiến hay nên rút lui. Giai đoạn kế tiếp là chúng ta bắt đầu. Nếu chúng ta chọn tiến về phía trước, tiến lên phía trước thì chúng ta phải đương đầu với những thử thách của cuộc sống. Đây là nơi chúng ta phải đối mặt với những con quỷ bên trong của chính mình, những tiêu cực từ bên ngoài và những điều mà cuộc sống ném vào để kiểm tra sự cam kết và sức mạnh của chúng ta. Độ dài của giai đoạn này phụ thuộc vào con người và số phận của họ. Giai đoạn thứ ba là trở về. Khi chúng ta vượt qua tất cả các bài kiểm tra và vẫn cam kết
Sau đó chúng ta được thưởng bằng những bài học, trí tuệ, lòng can đảm và trở thành một người thay đổi. Đây là thời điểm chúng ta quyết định quay trở lại thế giới vật chất để đoàn kết với cộng đồng của mình, để chia sẻ, dạy dỗ và truyền đạt sự khôn ngoan mà chúng ta đã học được trên hành trình của mình. Một số bạn đang bắt đầu trong giai đoạn bắt đầu, một số trong khởi hành và một số trong giai đoạn trở về. Tuy nhiên, hiểu được hành trình này sẽ giúp chúng ta nhớ rằng những thử thách và khổ nạn là một phần của quá trình thức tỉnh tâm linh. Nhưng nếu chúng ta chọn thực hiện nó, thì chúng ta sẽ được đền đáp. Sau đó, chúng ta sẽ có thể tạo ra một tác động tích cực trong cuộc sống của những người yêu thương. Đôi khi, đi trên con đường tâm linh xảy ra từ một trải nghiệm bi thảm, đôi khi chỉ vì tò mò, và đôi khi nó là tình cờ. Dù bằng cách nào, nó cũng tùy thuộc vào chúng ta để đưa ra lựa chọn, cho dù chúng ta có muốn thực hiện công việc hay không. Và nếu chúng ta chọn thực hiện công việc đó, nhưng đó là một trong những thử thách khó khăn để chúng ta có thể có được những bài học cuộc sống sâu sắc. Ngoài ra, sau khi thức tỉnh tâm linh, nó rất quan trọng đối với chúng ta để mang trải nghiệm trở lại vào cơ thể và có thể hạ cánh xuống mặt đất. Vì vậy, đây là một ý tưởng mà bạn có thể bắt đầu nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình tiếp đất của mình. Hãy chú ý đến các hoạt động này giúp bạn hòa nhập và có sự tiến bộ trong cuộc sống. Chúng ta có thể viết nhật ký để ghi nhận lại những cảm xúc của mình, những cảm xúc nội tâm của mình và những cái cảm xúc của mình khi đối diện với những cái vấn đề, những cái tình huống trong thế giới vật chất. Và chúng ta có thể lựa chọn thiền mỗi ngày để chúng ta có thể cân bằng lại tâm trí, cảm xúc và tất cả những nguồn năng lượng trong chúng ta. Và chúng ta có thể tìm hiểu về các phương thức chữa bệnh, ví dụ như là phương thức trị liệu tâm trí bằng âm thanh, hoặc là Reiki, hoặc là tìm hiểu về những cái phương pháp về thôi miên. Và chúng ta có thể lựa chọn những cái bộ môn thể thao để chúng ta tham gia vào, ví dụ như là khiêu vũ, hoặc là gym, hoặc là những cái môn thể thao để giúp cho cái cơ thể vật chất của chúng ta nó thực sự là tốt và nó có những cái sự tiến bộ rõ ràng. Điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dành thời gian cho một cái đam mê hàng ngày của chúng ta, hãy tập trung vào nó. Ví dụ như là vẽ tranh, hoặc là sáng tạo, hoặc là nấu ăn, bất cứ một cái điều gì đó khiến cho chúng ta có sự tập trung vào nó, thì chính cái điều đó nó tạo thêm cái nguồn năng lượng tích cực cho chúng ta. Và chúng ta có thể dọn dẹp nhà, dọn dẹp cái không gian mà chúng ta sống để cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Chính điều đó nó cũng tác động vào tâm trí của chúng ta. Và một lưu ý là khi chúng ta trải qua một trải nghiệm thì đó là điều tự nhiên đối với tâm trí để mong đợi những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng xảy ra hầu hết thời gian, nó thay đổi những thay đổi tinh tế theo thời gian. Mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ luôn phản ánh những thay đổi bên trong chúng ta. Và chúng ta có thể xem xét các tình huống xảy ra trong cuộc sống của chúng ta như một lời nhắc nhở về nơi chúng ta đang ở với con đường tâm linh, tiến bộ và hội nhập. Cho nên là khi mà chúng ta thức tỉnh tâm linh, nó chỉ là bắt đầu để tiến tới cái thời điểm mà thức tỉnh toàn bộ, nó là cả một cái quá trình. Cho nên giống như là một cái thế giới quan của chúng ta mở ra, chúng ta nhìn thấy được cái con đường mà chúng ta đi về nhà, và những người khác người ta chưa nhìn thấy được con đường đó, thì chúng ta không thể nào gào lên và nói cho mọi người biết rằng là mọi người phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Tất cả mọi thứ đều là phải đúng thời điểm. Những cái sự hiểu biết và những cái sự mà thức tỉnh của chúng ta, nó phải đặt được đúng nơi, đúng chỗ và đúng người.
Khi mà chúng ta làm được điều đó thì nó sẽ tránh những cái phản ứng tiêu cực từ những cái môi trường xung quanh, nó tác động vào cái hành trình thức tỉnh tâm linh của chúng ta. Những vấn đề mà chúng ta đối diện, những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cái thế giới vật chất, nó là một điều minh chứng cho chúng ta thấy được sự tu dưỡng của bản thân chúng ta, từ trí tuệ, tâm linh, con tim và cả tâm hồn. Chúng ta đã rèn luyện và tu dưỡng được đến mức nào? Và chính thái độ chúng ta sống và khí chất, phẩm chất của chúng ta đối diện với vấn đề, nó góp phần tạo nên con người thực sự của chúng ta, và nó góp phần vào cái quá trình thức tỉnh tâm linh của mỗi chúng ta. Cho nên tất cả mọi chuyện xảy đến đều là tốt. Chúng ta hãy nhìn ở khía cạnh tích cực của mỗi vấn đề và có phương pháp cho những cái khó khăn, có cho những vấn đề mà chúng ta đối diện, thì chúng ta sẽ trở thành một cái người làm chủ vấn đề, và chúng ta có những cái bước đi, có những cái phương hướng tiếp theo để cuộc sống của chúng ta trở nên một cách tốt đẹp hơn. Qua chủ đề video lần này, Quốc Anh tin tưởng là các bạn sẽ rõ ràng hơn về những gì mà mình cần phải làm sau khi mà mình đã thức tỉnh tâm linh. Quốc Anh nhắc lại một lần nữa, thức tỉnh tâm linh nó chỉ là một phần trong một quá trình thức tỉnh tâm linh toàn bộ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có sự thích nghi với cái sự thức tỉnh đó qua cái thái độ, qua cái cách mà chúng ta sống mỗi ngày và qua cái việc mà rèn luyện và tu dưỡng bản thân. Quốc Anh chúc cho các bạn thật nhiều nguồn năng lượng tích cực, và chúc cho các bạn luôn đối diện với những cái vấn đề của riêng mình theo một cái hướng tốt đẹp nhất và thật nhiều may mắn. Các bạn xem video, các bạn có thể chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như kinh nghiệm của mình bên dưới video để cộng hưởng tất cả cùng với nhau, tạo nên một nguồn năng lượng tích cực để làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Và hiện giờ thì Quốc Anh cũng đang trả lời email cho rất là nhiều bạn, vì email gửi về nhiều, cho nên là Quốc Anh đang tuần tự trả lời cho từng email một. Các bạn thông cảm cho điều đó. Các bạn có thể like cái fanpage trên Facebook mà Quốc Anh sẽ để đường link ở bên dưới video, để có dịp chúng ta sẽ tương tác trực tiếp qua live stream. Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới mà Quốc Anh sẽ post lên YouTube. Quốc Anh chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.